đã quay lại với kênh Hoàng Máy Bãi. Hôm nay em review con Estin MS200 mới lên kèo các bác. Con này thì Lam xin theo máy zin của nó luôn các bác nhé. Đây, phụ kiện đi kèm của nó bao gồm là một rũa, một tim mở buji và một tim nhỏ. Quay máy tổng quan cho anh em xem nhé. Con này là nòng của nó là 40 ly. Lam dài của nó là được 45, sử dụng được 40 anh em nhé. Xe của nó xe chung. Anh em xài gia đình rất là ok. Em gọn nhẹ. Con này giá của nó là 3,2 triệu anh em nhé. Rồi em test cho anh em xem. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ kênh của em.